nghe không nhảy vô luôn đi. Giỡn rồi. Đóng mất nha. Tôi nói là chú Dũng nó lại đây đi chơi. Tôi tưởng ít nhất cũng có cái hồ nhỏ, không có hồ. Đồng mà nó cho bà vô hồ. Trời ơi, biết bà đi bơ. Ngay công viên nó cho bà bơ lại 2 tiếng hồ. Nó cũng chạc bà lại 3 đồng, 2-3 đồng người. Nói như mà đi cái chỗ này có đồng, có cái hồ bơ cho bà. Hồ bơ là hình thức gì biết. Cái này là nó order hết đúng không? Nó tự bắn, tự phim. Cái hồ bơ nó phải mướn người lại phim với bà. Ở trường chúng mà em bé đó. Ai chúng đã đi nha, dân nước đã đi nha. À ha. Càng quay nó càng mạnh nữa hả? Không, đó hả, nước như vậy. Tôi coi tiêu dụng, dụng mê hương rồi, coi tiêu dụng mê hương. Với tôi. Đây, bên kia, bên kia. Nó đái không? Đái đây nè. Tại nó mất quá lát nó cũng tự đái rồi. Chê quay qua đây nhìn mami nè. Chê nhìn mami nè. Chê nhìn mami nè.